Chào mừng quý vị đang đến với chương trình NCTU Kết nối, chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến năm 2020 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Quý vị thân mến, trong xu thế kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân sinh ngày càng cao và y tế đang nắm một vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó y học dự phòng với các bước phòng bệnh và chẩn đoán bệnh sớm cũng ngày càng được quan tâm. Nó không chỉ đảm bảo về sức khỏe cộng đồng mà còn đảm bảo về chất lượng cuộc sống. Và đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng nổ toàn cầu thì chúng ta phần nào có thể thấy được sự quan trọng của lĩnh vực y học dự phòng và y tế cộng đồng trong việc ứng phó và đẩy lùi dịch bệnh. Hơn bao giờ hết, các kênh truyền thông và báo chí trong nước và quốc tế đều đánh giá rất cao về lĩnh vực y học dự phòng tại Việt Nam. Các bạn thí sinh đang có nguyện vọng khoác lên mình chiếc áo blue trắng thì chắc chắn các bạn cũng đang đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực y học dự phòng đúng không nào? Vậy ngành y học dự phòng là gì? Bác sĩ y học dự phòng sẽ hành nghề trong lĩnh vực nào? Và cơ hội việc làm ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Và ý kiến xin mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời đặc biệt, xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Thế Thự, cố vấn của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vâng, xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta sẽ có hai phần như thường lệ. Phần thứ nhất là phần tư vấn chọn ngành chọn nghề, phần thứ hai là phần giải đáp thắc mắc trực tuyến. Cho nên trong quá trình theo dõi, quý vị có những thắc mắc về ngành y học dự phòng thì quý vị hãy để lại comment hoặc inbox ngay tại fanpage của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chúng tôi sẽ trả lời ngay cho quý vị. Và để trước khi bắt đầu chương trình thì xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau. Năm 2020, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện phương thức xét tuyển ở các khối ngành, bao gồm xét kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông, riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và theo diện cử tuyển. Vâng, xin chào thầy. Và để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về ngành y học dự phòng thì ý kiến xin nhờ thầy giới thiệu đôi nét về ngành này, cũng như là nhờ thầy đánh giá về thực trạng đào tạo của ngành y học dự phòng của nước ta so với thế giới và cũng như là so với các nước trong khu vực ạ. Trước hết thì tôi phải nói rằng là khi mà người ta nghĩ tới ngành y tế thì thường người ta nhìn vào cái công tác khám chữa bệnh, nhìn vào bệnh viện, chứ ít ai nghĩ đến y học dự phòng. Vậy thì y học dự phòng là cái gì? Nó ra đời từ bao giờ? Và nó nhằm giải quyết cái gì trong cái đời sống sức khỏe của người dân? Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, thì người ta nói rằng sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tâm thần và xã hội. Như vậy sức khỏe đâu phải chỉ là nằm trong bản thân con người đó, mà nó phải là một sự phối hợp, phải là một sự vận động, phải là một sự thống nhất, là một sự phấn đấu giữa con người là thể chất, tâm hồn của con người ấy ra làm sao, và cái xã hội mà người đó sống như thế nào, có hài hòa được không, có tình yêu thương không, có nhân đạo không, chứ không phải là không có bệnh tật hay tật nguyền. Tôi nói lại, sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải là không có bệnh tật hay tật nguyền. Như vậy thì rõ ràng là cái sức khỏe ngày nay nó không giống như cái sức khỏe mà ta quan niệm ngày xưa, là nhìn vào y tế, là nhìn vào giường bệnh, là nhìn vào thầy thuốc, là nhìn vào phương tiện chữa trị, là nhìn vào bệnh tật. Cái đó hoàn toàn sai, bởi vì cái đó chỉ là cái bề nổi. Còn cái ẩn phía sau cái bề nổi ấy, cái tảng băng chìm đấy, thì người ta lại không biết. Cho nên tôi phải nói lại cái điểm đó để chúng ta quan niệm cái sức khỏe ngày nay nó gắn với tất cả cái đời sống xã hội của chúng ta. Chúng ta có sức khỏe về kinh tế, một nền kinh tế què quặt không khỏe. Chúng ta có sức khỏe về môi trường, một môi trường ô nhiễm không khỏe. Chúng ta không có sức khỏe về nguồn nước, không có sức khỏe về thực phẩm, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nó tác động đến một cái sinh vật nhạy cảm nhất là con người. Tại làm sao mà lại có bệnh? Mà ta đóng khung vào cái bệnh dịch vừa rồi đó. Muốn có bệnh dịch
thì phải có mầm bệnh. Mà mầm bệnh như đây thì mình không thấy, đúng không? Thứ hai là cái mầm bệnh ấy nó phải thông qua môi trường, thông qua những cái vật trung gian truyền bệnh thì nó mới xâm nhập vào con người khỏe được. Đấy. Nhưng mà thâm nhập vào người khỏe thì phải thâm nhập vào cơ thể của người khỏe ở cái bộ phận nào, tức là cơ quan thụ cảm. Bây giờ chúng ta cắt đứt ba cái đó đi, một trong ba cái đó chúng ta không có bệnh. Anh mang khẩu trang để làm gì? Để cái mầm bệnh nó không vào người anh được. Anh giãn cách xã hội để làm gì? Để cho cái mầm bệnh đó nó không trực tiếp vào với anh được. Anh rửa tay sạch để làm gì? Để anh xóa bỏ tất cả những cái mầm bệnh có trong đôi bàn tay. Cho nên người ta nói bệnh là từ đôi bàn tay. Đôi bàn tay ấy nó mới lên miệng, lên mặt này kia, các thứ nó thâm nhập vào. Mà cái COVID-19 này là cái cơ quan cảm thụ của nó là phổi. Chứ COVID-19 không thể xuống để gây bệnh đường ruột được. Không thể đi ra để gây bệnh thận được. Đúng không? Mỗi bệnh thì nó lại có một cái nơi để mà nó cư trú. Nếu chỗ đó thích hợp. Cái con COVID-19 này không phải là một cái đơn vị sống. Mà nó là những cái mảnh ADN này. Khi nó xâm nhập vào cơ thể, nó gắn vào trong tế bào. Và lúc nó phát huy tác dụng. Cho nên phải nắm được cái nguyên lý của nó thì mới phòng bệnh được. Vậy thì y học dự phòng là gì? Y học dự phòng không phải chỉ là để chữa bệnh. Mà trong y học dự phòng biết chữa bệnh, có học về bệnh, rồi lát nữa tôi sẽ nói. Dạ. Nhưng mà y học dự phòng chính là ở cái giai đoạn chủ động. Một cái nền y học tiến bộ là nền y học làm cho người ta không mắc bệnh, làm cho người ta giảm bệnh đi, làm cho cái chi phí về y tế thấp đi, thì mới là y học hiện đại. Chứ không phải chi phí cho tăng lên, thì dân chỉ có nghèo đi thôi. Dạ. Thế thì y học dự phòng chính là cái lực lượng để mà bảo vệ, không cho cái tần suất mắc bệnh nó cao lên, giảm cái gánh nặng cho các cái cơ sở điều trị. Mà dự phòng không làm được nữa thì lúc đó điều trị mới phải làm, đúng không? Dự phòng không ngăn được bệnh mà để bệnh mắc ra thì điều trị mới phải làm. Cho nên cái y học dự phòng là một cái ngành học rất vinh quang. Mà nếu không có y học dự phòng thì cái ngành y tế của chúng ta sẽ trở nên què quặt. Cô cứ tưởng tượng xem, chúng ta có 100 triệu dân, 96 triệu dân nói chính xác. Thế người bệnh nhân thì cùng lắm là 6-7 triệu thôi chứ. Chứ còn 90 mấy triệu người, người ta sống thế nào? Người ta luôn luôn sống trong một cái nguy cơ có thể mắc bệnh. Môi trường ô nhiễm, nước không sạch, thực phẩm không an toàn. Quan hệ xã hội có vấn đề này, vấn đề khác. Tất cả những cái đó tạo ra không? Tâm thần mà, đúng không? Yeah. Cái sự thăng bằng cuộc sống là cần cái sự thăng bằng. Người ta nói đó, cái tuổi thọ đó, nó phụ thuộc vào ba yếu tố. 25% là ăn uống hợp lý đấy nhá. 25% là các yếu tố khác. Còn 50% là cái sự thăng bằng giữa tâm và thân. Bản thân anh mới bảo vệ sức khỏe được của anh. Chứ không ai. Cho nên tất cả các thứ đều là ngoại thân, chỉ có sức khỏe mới là của mình. Mà nếu anh không giữ được thì không ai giữ cho anh được hết. Cho nên lực lượng y tế có chăng chỉ là yểm trợ, là hỗ trợ, là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của anh mà thôi. Chứ không làm cho anh không chết. Chết là định mệnh cuối cùng của tất cả con người. Đúng không? Yeah. Nhưng mà làm thế nào, y tế làm thế nào để cho cái quá trình sống của một con người thoải mái, có chất lượng. Sống vui vẻ, sống có ích cho xã hội, sống trong tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên trong y học dự phòng thì cái giáo dục y tế là quan trọng nhất. Vậy thì thầy đánh giá như thế nào về thực trạng đào tạo của ngành y học dự phòng ở nước ta so với các nước trên thế giới cũng như là các nước trong khu vực ạ? Các nước phát triển thì người ta quan tâm đến y học dự phòng nhiều lắm. Bởi vì tôi nói cái sự văn minh của một xã hội là người ta đánh giá qua cái sức khỏe của cái con người trong xã hội ấy. Chứ không phải đánh giá là anh nhiều bệnh hay ít bệnh. Đúng không? Thế thì các nước người ta quan tâm đến cái này lắm. Và chị cứ tưởng tượng xem một ngày kia cái khoa học chữa bệnh nó phát triển, nó tiến bộ, nó vượt bậc. Người ta có thể dùng robot chữa bệnh em ạ. Đúng không?
Người ta không cần nhìn người bệnh, người ta cũng có thể chẩn đoán bệnh bằng thông qua những cái xét nghiệm phi cận lâm sàng này kia các thứ. Thì vấn đề còn là cái gì? Vấn đề còn lại là những vấn đề xã hội, vấn đề bệnh tật xã hội, bệnh tật do xã hội mang lại. Và không có cái xã hội nào giống xã hội nào. Cho nên cái có thể nói là cái dịch, đại dịch Covid vừa rồi, nó là cái sự bất lực của y tế công cộng. Bất lực của y tế công cộng, chứ không phải là bất lực của hệ thống chữa bệnh. Bệnh tật ấy, chỉ có hai loại. Một loại là bất khả kháng, anh không thể nào tránh được. Một cái loại là có thể tránh được. Thế bất khả kháng là cái gì? Thứ nhất là tuổi tác. Tuổi càng cao thì sức khỏe càng yếu. Tuổi càng cao thì mắc càng nhiều bệnh tật. Mắc càng nhiều bệnh tật là lạm dụng thuốc men, lạm dụng điều trị, lạm dụng sự chăm sóc. Thứ hai là giới. Phụ nữ thì có bệnh của phụ nữ. Đàn ông thì có bệnh của đàn ông. Bất khả kháng, không can thiệp được. Thứ ba là các cái yếu tố di truyền. Rồi người ta sẽ biết, nhưng mà bây giờ thì còn bí ẩn. Thế thì ba cái đó, nhưng mà may thay là ba cái đó chỉ chiếm có 15%. Còn 85% là bệnh tật có thể phòng được. Như thầy hồi nãy có chia sẻ là về dịch bệnh Covid-19, thì ở Việt Nam của chúng ta là cũng đã có những cái phương pháp phòng bệnh và giống như là ứng phó và đấu lại với cái dịch bệnh Covid-19. Thì chúng ta có thể thấy là cái kết quả của Việt Nam so với thế giới là cũng có cái phần tiến triển và cũng như là đạt kết quả tốt hơn. Thì mình có thể đánh giá Việt Nam trong cái việc đào tạo cái ngành y học dự phòng so với thế giới là đang có nhiều tiến bộ hơn hay không thưa thầy? Có lẽ không có cái Covid-19 thì người ta không hiểu được y học dự phòng là cái gì đâu. Vì có cái Covid-19 ấy cho nên Viện Vệ sinh Dịch tế học Trung ương mới phân lập, một trong bốn nước phân lập đầu tiên phân lập được cái corona. Thế còn lâu nay người ta có biết Viện Vệ sinh Dịch tế làm cái gì đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta có những cái ngành học trong y học dự phòng, nó có cái ngành học lý thuyết rất cao. Ví dụ miễn dịch học, ví dụ như vaccine học, sản xuất vaccine. Chúng ta đã sản xuất được vaccine. Vaccine bại liệt chúng ta đã sản xuất được. Vaccine sởi, ho gà, uốn ván mình đã sản xuất được. Vaccine dại mình đã sản xuất được. Mà có cái vaccine đó thì mình mới phòng bệnh được. Nhưng mà trong cái bệnh dịch thì nó lại có một cái là người lành mang trùng. Ví dụ bị dịch tả, cholera đấy, thì 10 người mang mầm bệnh nhưng chỉ có một người phát bệnh. Cái nguy hiểm là 9 người kia không biết rằng mình mắc bệnh và anh đi gieo rắc cái bệnh thật. Đấy. Covid-19 này người ta nói 40-50% là có mầm bệnh nhưng không phát bệnh. Thì cái đó mới là cái lây lan. Cho nên cái việc phòng chống bệnh của nó là cái ca đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Anh bắt được cái ca đầu tiên thì anh ngăn được cái lây nhiễm cộng đồng. Cho nên có thể nói cái thắng lợi của mình là thắng lợi của cả hệ thống chính trị, thắng lợi của toàn dân. Từ xóm, từ phường này khi các thứ phát hiện được, giải quyết ngay. Dạ, như thầy chia sẻ thì chắc chắn là cái lĩnh vực y học dự phòng này là cực kỳ quan trọng luôn. Đúng rồi. Cho nên là ý kiến có một cái thắc mắc là cái người bác sĩ y học dự phòng có thể gọi là người gác cổng trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Vậy thì để có thể làm tốt nhiệm vụ này thì họ có thể làm việc ở những đâu và họ có thể làm những cái công việc cụ thể gì thưa thầy? Hiện tại trong cái hệ thống y học dự phòng của chúng ta đó thì có 13 cái viện y học dự phòng của cả nước. 13 viện y học dự phòng. Chúng ta 63 cái tỉnh thành thì có 63 cái trung tâm y học dự phòng. Bây giờ là nhập vào CDC là cái trung tâm kiểm soát các bệnh tật. Chúng ta có 900 quận huyện thì 900 quận huyện đó là cũng có cái hệ thống y học dự phòng. Cho nên có thể nói rằng cái mạng lưới y học dự phòng của chúng ta là rộng khắp. Thế nhưng mà cái đào tạo của chúng ta thì lại hạn chế. Vâng ạ. Những cái người mà có kỹ năng y học dự phòng thực sự đó, thì mình chưa đào tạo được nhiều. Cái đó là cái yếu nhất của mình. Dạ, nhờ thầy chia sẻ thêm ạ. Là bởi vì người ta chưa thấy cái này là quan trọng. Bởi vì như bình thường thì có vấn đề gì đâu, đúng không? Đến cái đại dịch này thì người ta mới biết à, thế ra y học dự phòng quan trọng. Dạ vâng.
tôi là tác giả của cái khoa, của cái ngành y học dự phòng của Đại học Nguyễn Tất Thành, là cái đại học ngoài công lập. Cho nên tôi nghĩ rồi nhưng tôi vẫn gắn bó với lại cái công tác đào tạo của cái trường này là vì thế. Dạ vâng. Vậy không biết là cái công việc cụ thể của một bác sĩ y học dự phòng là họ sẽ làm gì thầy? Thí dụ như là họ tư vấn cho người dân hay là họ sẽ hỗ trợ người dân trong công tác dự phòng những cái dịch bệnh, những cái bệnh truyền nhiễm hay sao thầy? Thật ra trong y học dự phòng chúng ta đào tạo 6 năm cũng chỉ là đa khoa y học dự phòng mà thôi. Trong y học dự phòng nó có nhiều ngành, nhiều cái phân ngành. Nó có vài chục cái phân ngành. Môi trường là một ngành. Thực phẩm là một ngành. Dinh dưỡng là một ngành, vi sinh là một ngành, siêu vi là một ngành, virus học, rồi thì là môi trường tự nhiên, môi trường lao động, độc chất học, vân vân, rất nhiều thứ lắm. Chứ nó không phải là nói y học dự phòng là cái từ chung chung thôi. Yeah. Đó, cũng như là bác sĩ đa khoa. Thầy chia sẻ cụ thể hơn, giống như là trong cái lĩnh vực môi trường rồi thực phẩm này nọ thì các bạn sẽ học những gì và sau khi ra trường những bác sĩ trong cái lĩnh vực đó họ sẽ làm những công việc ra sao hả thầy? Trước hết là anh phải có kỹ thuật giám sát. Yeah. Bây giờ anh nhìn vào một cái thực phẩm, anh biết nó an toàn hay không an toàn? Dạ, yeah, không biết. Anh không biết, đúng không? Yeah. Anh không biết. Anh phải có cái kỹ năng xét nghiệm nó. Yeah, vâng. Phát hiện nó có độc chất hay là không, có hóa chất hay là không, có vi sinh vật gây bệnh hay là không. Mà những cái đó thì anh đâu có nhìn thấy, anh phải làm mới thấy chứ. Yeah. Anh nhìn vào một cái ly nước trong veo, nhưng mà ly nước này có uống được không? Anh nhìn một cái dòng sông trong vắt, nhưng mà có con cá nào sống được không? Cho nên bây giờ ta gọi là sức khỏe dòng sông, river health. Nước thật trong đó, nhưng mà hóa chất đầy. Đấy. Chứ không phải cái ô nhiễm mà anh thấy được bằng mắt thường, đen ngòm này kia không nói, nhưng mà có những cái ô nhiễm sâu sắc. Anh nhìn một cái dòng sông nước ngọt mà không có một con cá nước ngọt nào sống được thì coi chừng ô nhiễm mặn, nó thay đổi khí hậu, nước mặn nó xâm nhập. Cho nên ta, cái người y học dự phòng là cái người phải có cái quan hệ hệ thống, phải có cái quan điểm hệ thống, nhìn trong cái hệ sinh thái, nghĩa là nó tác động lẫn nhau. Cái con nói lại, con COVID nó gây bệnh cho phổi, nhưng mà nếu phổi anh hư thì tất cả các bộ phận trong cơ thể anh cũng rối loạn. Yeah. Đúng không? Vì mình là một cái hệ sinh thái, nó giống như cái vũ trụ thu nhỏ. Cho nên cái y học dự phòng nói gác cổng thì cũng được, nhưng cũng chưa hẳn đã đúng. Mà sâu sắc hơn là cái người chủ động tìm ra, phát hiện nó, ngăn cản nó, khống chế nó, tiêu diệt nó. Chủ động. Yeah. Hoàn toàn chủ động chứ không phải bị động. Không phải tôi đứng lại anh đến rồi tôi ngăn lại anh lại, không phải. Mà như thế anh phải có kỹ năng giám sát. Anh phải học về kỹ thuật. Thế thì cái yếu của mình là kỹ thuật. Trong cái đào tạo của mình, đào tạo y học dự phòng của mình, thì bây giờ có thể nói là ta mới bắt đầu rộ lên trong vòng 7-8 năm trở lại đây. Tức là cũng cùng lắm cũng có 1-2 khóa ra trường. Thì tất cả các trường đại học y khoa của nhà nước, trường công lập thì đều có đào tạo bác sĩ học dự phòng. Ngoài Hà Nội thì ngoài cái trường y thì còn có một cái viện đào tạo bác sĩ học dự phòng. Trong Nam, Nguyễn Tất Thành là cái trường đầu tiên ngoài công lập đào tạo y học dự phòng. Mặc dù đào tạo y học dự phòng khó hơn đào tạo bác sĩ đa khoa. Tại sao? Bác sĩ đa khoa, người ta còn có các cái bệnh viện để người ta đến người ta học và người ta có đồng nghiệp giúp đỡ. Còn bác sĩ y học dự phòng đó, thì ngoài cái học chung ra, lát nữa tôi sẽ nói cái cấu tạo chương trình của y học dự phòng với đa khoa là một, trong 4 năm đầu là một. Đúng rồi. Hai năm sau mới là tách ra. Thì 2 năm sau các anh bác sĩ đa khoa, anh đến bệnh viện, anh làm bệnh viện. Anh có thầy, anh có bạn. Như anh bác sĩ y học dự phòng thì phải làm trong các labo, phải thực hành trong các labo. Mà các labo đó thì chỉ có các viện của Bộ Y tế mới có, hoặc là các trung tâm y tế dự phòng mới có labo. Thế mà các cái viện, các cái trung tâm y tế dự phòng, các labo của họ thì chúng ta không thể vào hàng trăm người được. Mỗi lần vào chỉ 1-20 người. Cho nên cái khả năng học được các cái kỹ thuật đó là khó. Vâng.
Cho nên học sau 6 năm, tiếng là sau 6 năm, anh chỉ đảm bảo được cái trình độ nhất định. Nói một cách chính xác hơn, anh chỉ là cử nhân y khoa mà thôi. Cử nhân y khoa trong lĩnh vực y học dự phòng, cử nhân y khoa trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Thế còn anh bác sĩ đa khoa đó, anh phải có 2 năm khi ra trường rồi, 6 năm, anh phải 2 năm nội trú bệnh viện. Rồi 2 năm nội trú bệnh viện đó anh phải làm vào làm ở một cái khoa nào. Bởi vì nó nhiều khoa lắm, nội ngoại sản nhi, rồi y học dân tộc, của tai mũi họng, răng, hàm mặt, vân vân, nhiều thứ lắm. Thì lúc đó anh vào cái chỗ nào thì cái lúc đó anh mới bắt đầu học chuyên khoa. 2 năm nữa, anh 10 năm. Anh phải 10 năm thì lúc đó anh mới là bác sĩ chuyên khoa. Còn bác sĩ y học dự phòng thì 6 năm anh ra trường rồi, thì cái cơ sở của mình nhiều lắm. Làm, có thể làm từ trung ương cho đến địa phương. Và trong cái lúc làm đó thì anh sẽ được phân bổ vào. Ví dụ có anh chuyên về dinh dưỡng học, anh làm bộ phận dinh dưỡng. Có anh chuyên về môi trường, có anh chuyên về bệnh nghề nghiệp, có anh chuyên về phi sinh học, có anh chuyên về siêu vi, vân vân. Thì lúc đó mới gọi là anh đi vào chuyên khoa. Quý vị thân mến, các bác sĩ y học dự phòng được ví như những chiến sĩ thầm lặng chiến đấu từng ngày để khống chế các dịch bệnh, và họ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân. Thế nhưng, bác sĩ y học dự phòng lại còn gặp rất nhiều hạn chế về cả số lượng và chất lượng. Theo như nghiên cứu, thì để có thể đảm bảo được công tác y tế dự phòng, thì số lượng bác sĩ phải đạt từ 25-30%. Thế nhưng, theo thống kê thì hiện nay chỉ mới đạt khoảng 14% trên tổng nhân lực toàn ngành. Vậy thì không biết là thầy đánh giá như thế nào về thực trạng này, nguyên nhân từ đâu, cũng như là để có thể giải được bài toán thiếu hụt nhân sự này thì cần quan tâm đến vấn đề nào trong công tác đào tạo nhân sự của ngành y học dự phòng thưa thầy? Đây là một câu hỏi rất hay. Nhưng mà trả lời nó thì lại cũng là một vấn đề khá búa. Bởi vì người chọn nghề hay là nghề chọn người? Nhu cầu xã hội thì có, vì chúng ta đã biết rồi. Bởi vì cái lĩnh vực y học dự phòng nó rộng lắm, lĩnh vực nào cũng cần phải có nó. Thế nhưng mà cái xã hội quan tâm đến nó như thế nào? Bởi vì nhu cầu thì có, nhưng cái nhu cầu ấy có trở thành cái đòi hỏi của người dân hay không thì lại là chuyện khác. Có khi người ta có nhu cầu nhưng ta không đòi hỏi. Và khi người ta đòi hỏi thì mình đáp ứng, thì cái đáp ứng đó mới là hợp lý. Còn nếu người ta có nhu cầu nhưng ta không đòi hỏi mà mình vẫn đáp ứng thì lãng phí. Người ta có nhu cầu, người ta có đòi hỏi, mình không đáp ứng thì người ta bất mãn. Cho nên cái này nó phải là một vấn đề tác động xã hội. Vừa rồi chúng ta có một cái tác động xã hội rất hay. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, thủ tướng vào cuộc, tổng bí thư vào cuộc, toàn dân tham gia, quân đội tham gia, tất cả các ngành tham gia, nhân dân ủng hộ. Cho nên tôi hy vọng cái tình trạng này, cái kích thích này vẫn được kéo dài. Để lúc đó xã hội ý thức được. Và như thế xã hội cần anh. Vì anh có nhu cầu. Thứ hai là xã hội cũng đòi hỏi ở anh. Bởi vì nếu không thì nguy. Nếu không giải quyết được cái đó thì nguy. Chúng ta đáp ứng. Chúng ta đáp ứng bằng đào tạo. Lâu nay ta có đáp ứng. Nhưng mà đôi khi lại không phải xuất phát từ đào tạo. Mới tôi chỉ nói là mới có 7-8 năm nay thì các cái trường mới đi đào tạo chuyện này. Nhưng mà xã hội thì lại là ít người dùng. Cho nên phải nói rằng là cái hệ thống các cái thầy mà y học dự phòng mà giỏi bây giờ nó còn ở nước ta, hầu hết là đào tạo nước ngoài. Ít khi đào tạo trong nước, hầu hết là đào tạo nước ngoài. Đấy. Ví dụ như giáo sư Hoàng Thủy Nguyên, giáo sư Đặng Đức Trạch, một số thầy rất giỏi đấy, về mặt y học dự phòng đều là đào tạo ở nước ngoài. Còn ở trong nước ấy, thì có một cái đáng buồn là nếu mà những anh nào mà làm một cái hệ thống chữa bệnh ấy, không ra gì đó, hoặc là có vấn đề thì đưa anh sang làm dự phòng. Cho nên ta vẫn có mạng lưới đấy, ta vẫn có con người, nhưng con người nó không chuyên nghiệp và ta lúng túng. Cho nên tôi nói ấy, kể cái Covid vừa rồi là toàn bộ cái hệ thống chính trị vào cuộc. Chứ nếu giao cho ngành y tế là vỡ trận, đơn độc. Thế thì
Rõ ràng là khi xã hội quan tâm rồi, khi đảng và chính phủ thấy vấn đề này là vấn đề quan trọng rồi, và tôi cũng nói ngay là y học chữa bệnh thì người ta có thể tư nhân hóa được, có thể công ty này, bệnh viện kia có thể tư nhân làm được. Nhưng y học dự phòng là nhà nước, y học dự phòng mới là cái câu chuyện mà nhà nước phải tham gia. Cho nên cái ngành y tế dự phòng này mới là cái ngành y tế của nhà nước quản lý hoàn toàn. Nhà nước phải có chính sách, nhà nước phải có chế độ cho nó. Chứ còn nếu mà y tế dự phòng mà anh làm cũng được mà anh không làm được, không có chuyện gì cũng chả làm gì. Thế nhưng mà người ta phải giám sát, người ta phải theo dõi. Chứ đến khi nó bùng nổ dịch lên thì lúc đó mới chạy ra thì mất hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, hàng mấy chục ngàn tỷ, có giải quyết được cái gì đâu. Nhưng trong lúc bình thường thì chúng ta lại không làm. Cho nên tôi hy vọng chiến lược của chúng ta sẽ thay đổi, chiến lược của ngành y tế sẽ thay đổi, ý thức của nhân dân sẽ thay đổi, trong cơ cấu của bản thân ngành y tế phải thay đổi. Vậy thì còn trong cái lĩnh vực y học dự phòng mà trong cái phần đào tạo của cái ngành này á, thì chúng ta cần phải xem xét những cái vấn đề gì đây? Đào tạo thì bây giờ chúng ta đã có các cái trường đại học rồi. Các trường đại học y rồi. Thế thì là có một điều là trường đại học y là cái trường lâu nay đào tạo theo cái kiểu Hàn Lâm. Mà đào tạo theo cái hướng về y học chữa bệnh là chính. Thế cho nên là những cái trang thiết bị mà hiện đại, bây giờ y học dự phòng có trang thiết bị cũng hiện đại lắm. Nó là sinh học phân tử, nó là sinh hóa phân tử, nó là những cái thứ mà máy móc này kia nó cũng cực kỳ là mắc tiền. Thế cho nên là các cái trường đại học không thể trang bị được cái đó. Vậy thì chỉ còn nói cách tốt nhất là các trường đại học phải phối hợp với các viện nghiên cứu. Cái viện nghiên cứu ấy ở cái vùng nào thì phối hợp với trường đại học ở vùng đó. Cũng như bây giờ chúng ta đang làm là trường đại học phối hợp với các bệnh viện. Có thể là các bệnh viện của Trung ương, có thể là các bệnh viện của địa phương. Thế thì ngành y học dự phòng cũng phải có một cái nơi như là một cái bệnh viện để cho người ta thực tập chứ, để cho người ta học chứ. Đúng không? Thật ra tôi đã kết hợp với 4 cái viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà không dễ. Vì thứ nhất, họ không phải là cái cơ sở đào tạo. Cái thứ hai là họ cũng có công việc của họ. Cái thứ ba là những cái yêu cầu về phòng thí nghiệm rất nghiêm ngặt. Không phải như ở bệnh viện, anh có thể đến bất cứ lúc nào, anh có thể trực ở đó, anh có thể quan hệ. Nhưng mà ở phòng thí nghiệm của cái thứ tư là anh phải có ngân sách. Anh phải dùng máy móc của người ta, anh phải dùng hóa chất của người ta. Thế thì bây giờ cái phối hợp đó đang có vấn đề. Vậy không biết là khoa y nói chung cũng như là ban chủ nhiệm của ngành y học dự phòng nói riêng của trường Đại học Nguyễn Tất Thành của chúng ta thì đã có những cái đổi mới gì trong chương trình đào tạo để có thể giúp cho các bạn sinh viên tiệm cận với những cái đổi mới cũng như là những cái y học hiện đại như ngày nay thầy? Thật ra đó, cái Đại học Nguyễn Tất Thành, vì chúng ta là một đại học ngoài công lập, chúng ta phải dùng bằng tiền của chúng ta chứ không có ngân sách của nhà nước. Cho nên khi thành lập ra cái ngành này thì tôi phải quan hệ với các cái viện, với các cái trung tâm để nhờ họ giúp đỡ. Còn nếu mà không có cái chỗ đó thì cái phần kỹ thuật của mình là hỏng. Ta chỉ làm được cái phần chung thôi, 4 năm chung thôi, còn 2 năm sau nó thì đa khoa nó đi về bệnh viện, còn mình thì đi về phòng thí nghiệm. Mình chỉ có một là phòng thí nghiệm, hai là ngoài thực địa. Vậy thầy có thể chia sẻ rõ hơn là trong cái quá trình mà các bạn học cái lĩnh vực y học dự phòng, trong 4 năm đầu các bạn học những cái đó thì các bạn có để được tiếp xúc thực tế hay là được đi thực tập hay là có những cái vấn đề gì tiếp xúc với những cái máy móc hiện đại hay không đây thầy? Không, 4 năm đầu là đa khoa mà. Dạ. 4 năm đầu là học khám chữa bệnh mà. Vậy thầy chia sẻ là rõ hơn kiến thức đó giùm em. Là học khoa cơ bản này. Dạ. Là học những cái phần cứng của Bộ Giáo dục ấy. Thể dục rồi thì quân sự, quốc phòng vân vân. Mác Lênin này kia các thứ, rồi sau đó là học khoa học cơ bản này, toán lý hóa này, rồi sau đó là học về y học cơ sở này, rồi sau đó là học khám chữa bệnh. Thế là mất 4 năm rồi.
sau 2 năm mới là chia ra. Đấy, anh đa khoa đi đa khoa mà anh y học dự phòng đi y học dự phòng. Nhưng mà dĩ nhiên khi ta tuyển vào thì ta tuyển anh y học dự phòng riêng, anh đa khoa riêng, để cho anh đừng có cái này anh nhảy sang cái kia. Yeah. Bởi vì nếu mà ông y học dự phòng mà ông học đa khoa, ông thấy đi chữa bệnh nó dễ dàng hơn, thì thế ra anh bỏ y học dự phòng thì mình lại cũng mất mất cán bộ y học dự phòng. Đa khoa thì nó không sang y học dự phòng, mà y học dự phòng thì lại muốn sang đa khoa để làm cái khám chữa bệnh. Nó đơn giản hơn, nó dễ hơn, mà thậm chí kiếm tiền cũng dễ nữa. Yeah. Làm phòng mạch tư cũng dễ nữa. Nhưng mà tương lai thì không phải thế đâu. Đấy, cho nên là cái sự phối hợp bây giờ là phải có cái sự phối hợp. Và nếu không có sự phối hợp đó thì đào tạo y học dự phòng sẽ có khó khăn. Như thầy nãy có chia sẻ là trường Đại học Nguyễn Tất Thành của chúng ta là một trong những đơn vị giáo dục đầu tiên liên minh việc giữa nhà trường với các doanh nghiệp cũng như là các bệnh viện, các cơ sở. Thì không biết thầy có thể chia sẻ thêm là cái việc liên kết này sẽ hỗ trợ như thế nào trong cái việc đào tạo ngành y học dự phòng tại trường của chúng ta ạ? Đấy, thì bây giờ y học dự phòng tại trường thì thầy thì mình không thiếu. Yeah. Mình có một ít cơ hữu, còn một ít thì mình có thể nhờ các trường đại học. Nhưng mà thực hành thì mình thiếu. Yeah. Đấy, cái khó của mình là thực hành. Thực hành đa khoa dễ hơn, vì đó là bệnh viện. Còn thực hành với học dự phòng có dễ thì khó hơn, vì đó là các viện nghiên cứu. Cho nên phối hợp với viện nghiên cứu là tối cần thiết. Mà cái đó phải thành một cái chủ trương cơ. Yeah. Kể cả các cái trường đại học mà không phối hợp với viện nghiên cứu để đào tạo y học dự phòng thì coi chừng cũng là đào tạo chay, cũng là lý thuyết. Vì anh không có một cái viện của anh trong trường, mà cái viện của người ta thì viện như là viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cả tỷ đô la chứ đâu có phải ít. Yeah. Những cái trang bị của người ta này, trang bị nó cực siêu, thế giới phải công nhận. Vậy thì có thể nói là cái việc liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường của trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những lợi thế của trường mình trong cái việc đào tạo lĩnh vực y học dự phòng. Nó là một cái ngành đặc thù cho nên là càng có lợi thế hơn, đúng không ạ? Lợi thế hay không thì bây giờ vẫn là quan hệ song phương, quan hệ hai bên. Nhưng mà cái mà tôi muốn là chiến lược, phải có chủ trương của ngành, phải có sự ủng hộ của Bộ Y tế, phải có sự đồng ý của chính phủ này, cái thứ liên kết chứ, bởi vì họ có việc của họ mà. Bây giờ anh đến, tôi làm thêm cho cái này anh phải trả tiền. Cho nên phải làm một cái chủ trương, một cái phối hợp nếu nhà nước thấy điều này là quan trọng. Tức là cái trách nhiệm đào tạo không phải chỉ là của các trường đại học, mà các viện cũng phải có trách nhiệm đào tạo. Trường đại học làm cái phần của trường đại học, các viện làm cái phần của các viện, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhân lực tốt. Hiện tại thì những cái nơi mà mình có chủ trương liên kết thì có viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh này. Cái thứ hai là cái viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh này. Viện thứ ba là viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng này. Bởi vì cái COVID-19 này nó có liên quan đến côn trùng. Yeah. Cái thứ tư là trung tâm dinh dưỡng. Thì ở cái viện Y tế Công cộng thì mình có thể làm sức khỏe cộng đồng, mình có làm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy. Rồi cái viện bảo hộ lao động của Thành phố Hồ Chí Minh về y học lao động. Yeah. Và cái điều kiện lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, thì bởi vì cũng là y học dự phòng đấy. Rồi có thể một số các cái trung tâm mà cận kề ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở trung tâm thực hành, trung tâm thực địa, thì những cái chỗ đó là những cái chỗ mình có thể liên kết được. Vâng, và trước khi kết thúc phần tư vấn hướng nghiệp thì không biết là thầy có những cái lời nhắn nhủ nào muốn gửi đến các bạn thí sinh có niềm đam mê đối với lĩnh vực y học dự phòng để các bạn có thể tự tin theo đuổi niềm đam mê của mình hay không ạ? Đã làm y học dự phòng là phải đam mê. Yeah. Hay là nói chung, đã học ngành y là phải đam mê. Đấy. Cái đam mê là cái trước tiên. Bởi vì anh làm một cái công việc cứu người mà anh không đam mê, mà anh lại nghĩ là anh đi vào anh học ngành y vì lợi ích kinh tế, hỏng á. Cho nên có hai cái mà ta kỹ nhất là trong thương mại giáo dục và thương mại kinh tế, y tế là cái tệ hại nhất. Cái phần xác ở đó, những cái phần hồn sẽ bay đi chỗ khác. Cho nên trước hết là phải có sự đam mê. Làm cái việc cứu đời, làm cái việc cứu người, làm việc mang lại hạnh phúc cho con người,
giải tỏa cái đau khổ cho con người. Cái đó là cái vinh quang chứ. Dĩ nhiên là mình cũng phải sống, chứ không phải là làm bằng uống nước lã để mà đi hầu thiên hạ, không phải thế. Nhưng mà cái chính là cái mình cứu người. Còn nếu không, anh không có cái động cơ ngay từ đầu là cái đó, mà cái động cơ là để làm giàu, để kiếm tiền, không bao giờ thành công đâu. Bởi vì học y cực lắm, thi suốt ngày, học suốt ngày, lao động cực khổ, suy nghĩ tất cả các thứ, chứ đâu có phải là dễ dàng như học các cái ngành khoa học khác đâu. Thế cho nên là cái lời nhắn nhủ của tôi đó, đối với các em học sinh là hãy đam mê. Mà làm khoa học phải biết đam mê. Thứ hai là phải hồn nhiên, phải ngây thơ, rồi anh sẽ thấy cái tình yêu trong cái nghề nghiệp của anh. Đấy. Còn nếu không có cái đó, xem lại cái động cơ của mình, có nên học y hay là không. Hy vọng với những thông tin chia sẻ vừa rồi của khách mời của chương trình ngày hôm nay thì đã mang lại cho quý vị những thông tin hữu ích và giúp quý vị có thể tự tin lựa chọn ngành nghề và theo đuổi được ước mơ, có thể bước vào giảng đường đại học của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần giải đáp thắc mắc trực tuyến của chương trình ngày hôm nay. Yến Yến đã lựa chọn ra những câu hỏi điển hình để có thể gửi đến vị khách mời của chương trình ngày hôm nay và chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên được gửi về từ một bạn có địa chỉ Facebook là Hữu Nghĩa. Thầy ơi, ngành y học dự phòng trường Đại học Nguyễn Tất Thành có những chuyên khoa gì và bác sĩ y học dự phòng sẽ học sau đại học theo hướng nào? Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và xin nhờ thầy ạ. Cũng như cái phần đầu tôi nói đấy, y học dự phòng nó là đa khoa thôi. Bây giờ các em học 6 năm mới là đa khoa thôi. Còn trong cái y học dự phòng nó có nhiều cái phân khoa. Ví dụ như là vi sinh học, vi trùng học là một khoa, siêu vi trùng học là một khoa, miễn dịch học là một khoa, vaccine là một khoa, môi trường là một khoa, an toàn thực phẩm là một khoa, dinh dưỡng là một khoa, là một ngành. Tất cả các đó, mấy chục ngành chứ. Đấy. Cho nên bây giờ các em học là các em học chung, rồi sau đó khi đi làm đó, thì các em không phải làm chung tất cả, các em không làm được. Người em sẽ làm, hoặc có em thì thích môi trường, làm môi trường. Các em thích dinh dưỡng thì học dinh dưỡng, các em thích y học lao động thì làm y học lao động, các em thích nghiên cứu độc chất học thì làm độc chất học. Sau đại học thì y học dự phòng thì thoải mái. Đối với các nước thì y học lâm sàng không có học lên đại học, không có học sau đại học. Anh đã học 8 năm, học 10 năm là người ta coi như là anh có bằng tiến sĩ, tương đương với tiến sĩ. Y học dự phòng thì không ạ. Thậm chí một số những cái nước mà các cái trường đại học y tế của người ta chỉ đào tạo sau đại học chứ không có đào tạo đại học. Cho nên khi các em học xong ra trường thì ra trường làm đôi ba năm các em có thể học lên thạc sĩ. Thạc sĩ thì lúc đó mới đi vào chuyên ngành đó. Có thể thạc sĩ về y tế công cộng này, có thể thạc sĩ về môi trường này, có thể thạc sĩ về giáo dục y tế này, có thể thạc sĩ về vi sinh, có thể thạc sĩ về virus học, có thể thạc sĩ về y học lao động vân vân, thạc sĩ về dịch tễ học vân vân, đó là thạc sĩ. Tiến sĩ cũng vậy, miễn là có mã ngành và cái cơ sở đó có đủ thầy, đủ điều kiện, đủ labo này kia để đào tạo thì mình học được. Cho nên phần lớn là cái ngành này là học lên sau đại học thì thoải mái. Vâng ạ. Cho nên các em không có sợ gì. Mà nếu học ở trong nước không có, học nước ngoài rất nhiều học bổng, mà thậm chí các nước người ta rất thích đào tạo cái ngành y học dự phòng. Người ta không thích đào tạo lâm sàng đâu, không thích đào tạo chữa bệnh đâu, mà những cái ngành về xã hội học nó gắn liền. Bởi vì y học dự phòng là một cái khoa học y học nhưng mà liên ngành, nó gắn liền giữa tự nhiên, giữa sinh học và xã hội học. Cho nên phải nói là nếu mà em say mê đó thì em có thể trở thành một cái người rất uyên bác về mặt y học, cái hiểu biết rộng rãi hơn. Đấy, nó tạo cho em cái con người lớn hơn, nhân cách lớn hơn, phong cách lớn hơn, phẩm chất lớn hơn, tình yêu thương con người lớn hơn. Vĩ đại lắm, vinh quang lắm, chứ không phải như là người ta nghĩ. Y học dự phòng là những cái gì? Giải quyết những vấn đề ô nhiễm. Lâu nay ta nghĩ thế mà, nhưng không phải.
Một bạn có tên là Thu Xuân gửi câu hỏi về cho chương trình. Trường ơi, sinh viên học bác sĩ y học dự phòng sau khi tốt nghiệp thì có làm bác sĩ gia đình được hay không? Em cần phải đạt điều kiện gì và có thể hành nghề trong lĩnh vực nào? Vâng, xin được cảm ơn bạn Thu Xuân. Vâng ạ, xin nhờ thầy. Có thể nói là bác sĩ y học gia đình là một cái ngành học mới. Mà một cái ngành học mới có độ mấy năm trở lại đây thôi. Thế thì trước hết mình phải hiểu bác sĩ học gia đình là cái gì? Nó có cái chuyên khoa nào bác sĩ học gia đình không? Không, không có chuyên khoa đó. Mà nó là cái chuyên khoa trong đa khoa. Hay là nói ngược lại là đa khoa trong chuyên khoa. Cho mình hiểu như thế. Cho nên bác sĩ gia đình là phương pháp gia đình, làm bác sĩ nhưng mà là theo phương pháp gia đình. Thế thì làm cái bác sĩ gia đình này là có thể nói nó là một cái khoa học, một cái y học nhân văn hơn các cái lĩnh vực khác. Thì nó phải đảm bảo được 7 cái điều kiện. Tôi đã nói là chuyên khoa trong đa khoa mà. Em có thể ở bất cứ một cái lĩnh vực chuyên khoa nào. Bác sĩ y học dự phòng cũng được. Bác sĩ tai mũi họng cũng được. Bác sĩ răng hàm mặt cũng được. Bác sĩ nội khoa cũng được. Bác sĩ ngoại khoa cũng được. Nhưng phải có một cái chứng chỉ về y học gia đình. Tức là ta dạy cho em cái phương pháp khám chữa bệnh theo tính cách gia đình. Tôi sẽ nói. Thế thì có thể nói đây là cái người bác sĩ đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân. Cái này rất quan trọng. Anh tiếp xúc ở đâu? Anh tiếp xúc ở phòng mạch. Anh tiếp xúc khi người ta nhập viện. Và thậm chí anh có thể giải quyết 90% cái bệnh tật khi tiếp xúc. Thế thì em có thể thấy là một cái bác sĩ ngoại khoa thì ông mổ sọ não ở bệnh viện chứ. Ông đâu có mổ ở nhà. Nhưng mà ông có phòng mạch ở nhà thì cái gì ông cũng khám. Nội ngoại sản chi ông làm tốt. Nhưng mà ông làm được. Mà ông thầy thuốc khác cũng thế, ông tai mũi họng cũng thế. Nghĩa là những cái gì thuộc phạm vi chuyên khoa của anh làm được thì anh làm. Anh không làm được thì những cái bệnh phổ biến 90% là bệnh phổ biến anh có thể giải quyết được. Thì đó là cái thứ nhất, cái ưu việt thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà như thế thì chi phí thấp nhất. Người ta không mất công rồi chạy chỗ này, chạy chỗ khác lên bệnh viện này vì người ta không biết bệnh người ta là cái gì. Thế thì đến anh giúp người ta để cái chi phí được thấp nhất. Cái thứ ba là anh tránh được tử vong, tránh được cái tai nạn trong điều trị. Cái thứ hai là bác sĩ gia đình là cái người cung cấp các cái dịch vụ chăm sóc y tế cho gia đình. Mà có thể nói rằng cho nhiều thế hệ, hết thế hệ thầy thuốc này thì thế hệ thầy thuốc khác chăm sóc cho cả cái gia đình nhiều thế hệ. Và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc sống. Và cái điều thứ ba là anh theo dõi một cách liên tục. Điểm thứ tư là chăm sóc một cách toàn diện. Anh có thể tư vấn về khám chữa bệnh. Anh mắc bệnh, nhưng mà người bệnh nhân người ta có biết tôi đi đâu đâu, đến đâu đâu. Thế thì anh có thể tư vấn đến bệnh viện này này. Đến ông thầy thuốc này này, ông thầy thuốc chuyên khoa này. Anh biết, anh là bác sĩ anh biết, chứ người ta không biết. Hoặc là anh dùng thuốc này này. Chứ anh đến bệnh viện anh khám, người ta không có ngồi để người ta có thì giờ ta tư vấn cho anh đâu. Nhưng tôi có thể hỏi anh uống cái thuốc này anh có bị dị ứng không? Anh đã từng uống thuốc này chưa? Người ta biết. Thì người bác sĩ gia đình người ta biết. Anh có thể theo dõi cái hậu điều trị. Khi người ta điều trị bệnh viện rồi, anh về nhà, anh theo dõi, anh giúp đỡ người ta. Đấy. Tạo cái yên tâm cho cái người bệnh nhân. Cái điểm thứ năm là anh hỗ trợ cho dự phòng trong điều trị. Gọi là dự phòng cấp 1. Anh gia đình, anh gần gũi người ta. Anh biết người ta ăn làm sao, ở làm sao, thói quen làm sao, có những cái gì bất hợp lý không, có những cái thói quen nào mà nó có hại đến sức khỏe, anh tư vấn cho ta. Cái điểm thứ sáu là cái người bác sĩ gia đình này là cái người gần gũi với cộng đồng. Cho nên ông bác sĩ gia đình không phải ông chỉ làm cho cái gia đình này, ông sẽ làm cho một xóm nhỏ giờ, hoặc là một cái cộng đồng nhỏ. Cho nên ông biết bệnh tật cộng đồng là cái gì, cái thói quen của cộng đồng đó là làm sao,
cái thái độ của cộng đồng đó đối với môi trường như thế nào, cái tập quán của xã hội, tập quán xã hội của cái cộng đồng đó như thế nào. Và nhờ đó anh có thể giúp cho cái y tế ở đó, cho cái chính quyền ở đó, để mà cải thiện cái điều kiện sống cho cái cộng đồng đó. Rồi anh có thể giải quyết các cái mối quan hệ. Cái người bác sĩ gia đình này phải phối hợp với những người chăm sóc cụ thể. Ví dụ như những cái nước mà ta tiến bộ đó, người ta khá, thì ta có một cái đội ngũ, ta gọi là nursing home, tức là những người điều dưỡng gia đình. Ví dụ có những cái ông già bị bại não, bị xuất huyết não, bị liệt bán thân bất toại này kia, phải thuê người để mà chăm sóc hàng ngày. Thì cái anh bác sĩ gia đình này giúp đỡ, chỉ dẫn cho cái người điều dưỡng cụ thể này đó, chăm sóc như thế nào, cho ăn làm sao, nâng giấc làm sao, chống loét làm sao. Thứ hai nữa là anh phối hợp với bệnh viện, cái bệnh nhân này điều trị ở bệnh viện này, thì anh phối hợp với bệnh viện, anh phối hợp với các cái chuyên khoa, kể cả các chuyên khoa sâu, đối với những cái bệnh đặc biệt của cái người này, tức là 7 nhiệm vụ. Và như vậy có thể tóm lại một người bác sĩ gia đình là người có kỹ năng toàn diện. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là người có thái độ ứng xử tốt, có nhân hậu, vị tha, độ lượng, tình thương con người. Và cái cuối cùng, cái cao nhất là hóa thân, thấy cái đau của người bệnh như cái đau của chính mình. Hóa thân, đó là cái tư cách, cái tác phong, cái phẩm chất của cái người thầy thuốc. Người thầy thuốc mới là phải như thế đấy, đồng cảm, chia sẻ và hóa thân. Người ta đau như mình đau. Anh học bác sĩ nhưng không chỉ là bác sĩ, mà anh phải là như là một kỹ sư tâm hồn, như là một nhà văn hóa giáo dục, như là một nhà tâm lý học. Đó là bác sĩ gia đình. Làm được tất cả những chuyện đó thì anh là một cái sự, một cái người bác sĩ gia đình thực thụ. Thì tôi nghĩ rằng các em thừa sức để làm mấy chuyện này nếu các em phấn đấu. Vậy không biết là khi mà mình học bác sĩ y học dự phòng thì có thể làm bác sĩ gia đình được không ạ? Trong cái cấu tạo, cái khung chương trình của đào tạo thì chúng tôi đưa cái bác sĩ gia đình vào. Chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi đã đưa bác sĩ gia đình vào. Một số trường đào tạo bác sĩ y học dự phòng không làm ở đó đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một cái anh bác sĩ y học dự phòng đi giữa đường gặp một cái người ta cần sanh mà lại không biết sanh thì làm sao gọi là bác sĩ? Đi ra đường gặp một cái người bị tai nạn mà không biết băng bó vết thương, không biết cố định, không biết vận chuyển thì làm sao mà gọi là bác sĩ? Cho nên tất cả những cái đó anh bác sĩ học dự phòng phải biết. Và khi anh gần dân thì những cái đó anh lại càng phải biết. Thế cho nên bác sĩ, chúng tôi đưa cái trong cái chương trình này, bác sĩ gia đình có mấy cái học phần, mấy cái tín chỉ bác sĩ gia đình là nhằm để cho các em có thể hành động được khi ra cuộc đời. Chứ không phải em vẫn là bác sĩ y học dự phòng, nhưng mà em có thể làm được tất cả những cái thứ mà cái người dân ta yêu cầu. Bởi vì những cái đó không phải là chuyện khó. Hoàn toàn không phải là chuyện khó. Còn cái chuyện khó thì em sẽ là người tư vấn để gửi người ta lên bệnh viện cấp trên đấy, bệnh viện tuyến trên đấy, gửi đi bác sĩ người ta có chuyên môn cao hơn đấy, phù hợp hơn. Cho nên cái này là cái chúng tôi mong muốn, chứ không phải chỉ là em mong muốn đâu. Vậy thì không biết là để từ bác sĩ y học dự phòng trở thành bác sĩ y học gia đình thì cần có thêm điều kiện gì, và cũng như là các bạn có thể hành nghề trong những lĩnh vực nào ạ? Trước hết là phải có kiến thức về học gia đình. Phải thông 7 cái nhiệm vụ như tôi nói. Phải trở thành cái người có phẩm chất về y học gia đình. Phải có phương pháp về y học gia đình. Và cái thứ ba là anh phải có một cái chứng chỉ hành nghề. Anh phải thi. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Thu Xuân và chúc cho bạn có thể đạt được ước nguyện cũng như là niềm đam mê của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đến từ bạn Mỹ Nhàn. Em muốn trở thành bác sĩ dinh dưỡng thì có thể đã học ngành y học dự phòng được hay không? Liệu sau 18 tháng làm việc theo quy định thì em có được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ dinh dưỡng hay không? Cảm ơn bạn Nhàn và xin nhờ thầy ạ. Em muốn làm bác sĩ dinh dưỡng thì không có con đường nào khác, em phải học y học dự phòng. Dạ. Bởi vì dinh dưỡng là một khoa, một cái chuyên ngành của y học dự phòng. Đương nhiên, rất hoan nghênh em nếu em muốn làm. Và sau này khi em ra trường rồi em xin vào
làm ở trung tâm dinh dưỡng, làm ở viện dinh dưỡng, làm ở cái nơi nào, ví dụ dinh dưỡng bệnh viện cũng được. Thì đó là lĩnh vực của Y học dự phòng đấy. Bạn còn có một cái thắc mắc là liệu sau 18 tháng làm việc theo quy định thì bạn có được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ dinh dưỡng hay không? Đương nhiên, nếu mà em lại đủ 18 tháng thì người ta phải cấp cho em cái hành nghề chứ. Dạ. Vậy đó là quy định của nhà nước rồi, đâu có cái gì đâu mà sợ. Vâng ạ, xin cảm ơn thầy. Vâng, và xin chúc bạn tự tin theo đuổi niềm đam mê của mình nha. Và bây giờ đến với câu hỏi tiếp theo. Tiếp theo là một phụ huynh giấu tên gọi về hotline của chương trình. Sinh viên y học dự phòng trường Đại học Nguyễn Tất Thành được đào tạo tập trung vào những kiến thức, kỹ năng gì để trở thành một bác sĩ y học dự phòng giỏi? Nhà trường lo đầu ra cho sinh viên như thế nào? Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi và xin nhờ thầy ạ. Nhà trường thì có nhiệm vụ giảng dạy. Yeah. Còn có giỏi được hay không, đó là sinh viên. Mà bây giờ cái phương pháp đào tạo mới là sinh viên phải tự học. Thầy chỉ đóng vai trò xúc tác, đóng vai trò của người hướng dẫn. Còn học trò là phải tự học. Cho nên một sinh viên mà ra trường mà không qua được mấy cái ông thầy thứ nhất là ai? Chính mình. Mình phải phấn đấu, mình phải tự vươn lên. Ông thầy thứ hai là ông thầy trên bục giảng. Ông thầy trên bục giảng chỉ có đóng cái vai trò của cái người hướng dẫn thôi. Ông thầy thứ ba là Internet. Ông thầy thứ tư là Google. Ông thầy thứ năm là bạn bè. Người thầy nó ngay trên bàn nhậu đó. Đấy. Thế thì chưa qua năm ông thầy đó thì chưa thành người. Vậy thì không biết là nhà trường lo đầu ra cho sinh viên như thế nào ạ? Bây giờ thì chưa có cái quy định là nhà trường được phân công công tác như cái thời chúng tôi học. Thì nhà trường phân công đi đâu đi đó mà cho đó phải nhận. Nhưng mà bây giờ thì là đào tạo cho xã hội. Và tự cái người ra trường tự thân vận động, tự đi xin việc. Bởi vì người ta đến ta còn phỏng vấn anh chứ. Yeah. Chứ có phải người ta dựa vào cái bằng cấp của anh đâu. Tôi nói là sự thông minh 1%, bằng cấp 14%, 15%. Đúng không? 85% là ứng xử, là thái độ của anh ngoài đời. Cái kinh nghiệm anh từng trải, cái phấn đấu anh phải học, cái sự rèn luyện của anh, cái phẩm chất đạo đức của anh làm sao, cái đó người ta nhận là nhận cái đó. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ chân tình đến từ giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Thế Thự. Và quý vị thân mến, do thời lượng phát sóng của chương trình đã hết, cho nên những thắc mắc còn lại của quý vị chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp thông qua fanpage của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 11 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần tại fanpage của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.